là mặt phẳng B nè, còn này là mặt phẳng Q nè. Giờ hai mặt phẳng này cắt nhau theo giao tuyến là delta đi. Rồi thì bây giờ là mặt phẳng, tức là delta này bây giờ nó vừa vừa nằm trên B mà vừa nằm trên Q luôn nha. Rồi giờ anh có nè, thằng Q á, nó sẽ có vector pháp tuyến là NQ, còn cái B này nó cũng có vector pháp tuyến là NB như thế này đúng không? Nó là vuông góc với là giá của nó là vuông góc với mặt phẳng B, còn NQ thì giá của nó vuông góc với lại mặt phẳng Q. Thì bài này anh vẽ vậy thôi chứ B với Q là không có vuông góc nha, chỉ cần cắt nhau là được. Rồi giờ đường thẳng delta thì có vector chỉ phương là U delta. À, mình chỉ lấy chữ U thôi được rồi, tại vì nó không còn đường thẳng khác, chỉ ký hiệu chữ U thôi. Thì bây giờ có phải vector U này nè, nó vuông góc với lại vector NB mà nó cũng vuông góc với lại vector NQ không? Vậy cứ nhớ cho anh, nếu như mà nó cùng vuông góc với lại hai cái vector đó đó thì vector U nó sẽ là bằng tích có hướng của vector NB nhân cho vector NQ thôi. Tích có hướng nha. Đây là bài này, giờ anh sẽ cần tính tích có hướng của NB với NQ coi nó ra mấy. Hướng thì mình cũng tiếp tục mình tạo vector tiếp. Thì vector A, vector A bây giờ anh lấy là vector NB đi. NB là 1 trừ 2, 3 đúng không? 1 trừ 2, 3. Rồi anh tạo tiếp. Vector B là vector pháp tuyến của mặt phẳng Q là 3, 2 trừ 5. Rồi bây giờ mình lấy tích có hướng thôi, là option 3 nhân cho option 4. Nó ra là 4, 14, 8 đúng không? Rồi 4, 14 và 8. Nhưng mà số này còn chia hết cho hai được, mình đặt hai ra ngoài luôn. Thì ở trong nó là 2 274 đúng không? Vậy là vector pháp tuyến người ta sẽ chọn là 274. Bây giờ mình coi cái nào là 274 thì nó có khả năng đúng. Anh này là trừ 2, 7, trừ 4 là không được nè. Câu A là không được. Câu A muốn được là ngay chỗ này phải trừ 7 nữa thì mới được. Nên anh sẽ loại câu A nè. C 2, 274 là có khả năng được. Thì để đó, 274 là có khả năng được luôn, vậy BC được. 2 trừ 74 là câu D loại đúng chưa? Rồi giờ tiếp tục. Bây giờ là câu B hay là câu C thôi. Là câu B mình muốn biết mình muốn nó đúng hay không á, thì mình sẽ lấy cái tọa độ của cái điểm đi qua. Ví dụ giờ anh chọn câu B đi, câu B này cái điểm đi qua là ví dụ như điểm A, đặt tên đó là điểm A thôi, quan trọng lấy tọa độ có phải là 210 không? 210. Rồi bây giờ nè, cái đường thẳng này mà nó muốn nằm ở trên mặt phẳng B với lại mặt phẳng Q, tức là điểm 210 này nó cũng phải nằm trên BQ đúng không? Nó phải nằm trên BQ, mà nó nằm trên BQ tức là tọa độ của nó thay vô BQ là phải thỏa. Giờ anh thay vô B trước, giờ hết vector là tốt hơn luôn. Mặt phẳng B là x trừ cho 2y cộng 3z trừ 4. Bây giờ anh thay điểm A vô, điểm A là 210, tức là mình con tại 21 với lại 0, nó ra bằng trừ 4 đúng không? Ra bằng trừ 4 có nghĩa là cái điểm A đó đó là nó không có nằm ở trên mặt phẳng B. Mà điểm A không nằm trên mặt phẳng B thì đường thẳng delta lúc này nó cũng không nằm trên luôn. Nên đáp án B là mình sẽ loại luôn. Rồi vậy là em chọn câu C thôi.